Hi, xin chào tất cả các anh em, mình là Irene đến từ Coi68 TV. Và trong số tiếp theo của series tuần qua có gì thì anh em hãy cùng mình tiếp tục điểm qua những thông tin crypto và blockchain đáng chú ý trong những ngày cuối cùng của năm 2024 nhé. Ok, hãy cùng bắt đầu vào video ngày hôm nay thôi. Thứ nhất là Solana lập đỉnh mới của năm và vượt mặt XRP, lọc top 5 vốn hóa thị trường. Solana thì hiện đang được giao dịch ở mức giá cao nhất trong vòng 20 tháng vừa qua, được thúc đẩy bởi sự sôi động của hệ sinh thái DeFi và cơn sốt meme coin đang dâng trào trở lại. Solana thì mới lập đỉnh của năm, vượt mặt XRP để lọt top 5 vốn hóa của thị trường. Mới đây thì mức đỉnh market cap của đồng coin này đã đạt được trong 20 tháng vừa qua là 33,7 tỷ đô theo số liệu từ CoinMarketCap. Sức hút của hệ sinh thái DeFi và sức nóng của trào lưu meme coin thì hiện tại đang tạo bàn đạp để đẩy Solana về phía trước. Ghi nhận trong tuần này thì tổng giá trị khóa TVL của Solana đã đạt 2 tỷ đô kể từ khi FTX sụp đổ vào tháng 12 năm ngoái. Các sàn giao dịch phi tập trung ở trên hệ sinh thái này thì cũng đang được người dùng DeFi rất ưa chuộng với lượng volume không ngừng tăng cao. Riêng ngày 15 tháng 12 thì sàn Dex Oka đã xử lý hơn 750 triệu đô khối lượng, trong khi đó thì con số của tháng trước chỉ ở khoảng 100 triệu đô la Mỹ, tức là số lượng đã tăng x7. Làn sóng tăng trưởng được khơi mào từ Bong, đồng meme coin đang chiếm lĩnh 1,2 tỷ đô vốn hóa của thị trường. Như Coi68 News đã đưa tin thì Bong đã thu hút được người dùng bằng cách là airdrop cho những ai sở hữu điện thoại Saga của Solana. Kết quả là Saga bỗng dưng đã trở thành hàng hiếm với giá bán có khi đã lên tới mốc khoảng 5.000 đô la Mỹ mỗi chiếc. Tận dụng được cơn mê airdrop đang điên đảo cộng đồng crypto thì nhiều dự án khác cũng bắt trend cấp phát token miễn phí tương tự như Bong, ví dụ như là Asset Protocol. Dự án thì cũng vừa công bố thưởng nóng tới 100.000 token ACS cho những người từng là holder của Saga. Không dừng lại ở đó thì sức nóng còn được thổi bùng bởi trào lưu đầu cơ meme coin ở trên nhiều hệ sinh thái khác nhau, không chỉ riêng Solana. Người dùng thì đang săn lùng những đồng meme coin có khả năng x cả trăm lần, thậm chí là cả ngàn lần chỉ sau một đêm. Thông thường thì họ sẽ tích lũy một lượng Solana trước khi chuyển đổi chúng sang những đồng meme coin ưa thích. Mỗi khi mà đồng coin đó tăng giá thì họ sẽ bán và quy đổi lại về để sang Sol. Câu chuyện này thì cũng từng diễn ra tương tự ở các hệ sinh thái khác, điển hình nhất hiện tại là Avalanche, Avax hay là Injective là ING. Cả hai mạng lưới này thì đều đang thu hút lượng lớn tiền và giá coin của nền tảng thì không ngừng tăng lên trở lại đây. Song trên tất cả thì Solana vẫn nhận được nhiều ưu ái hơn cả. Blockchain này thì dường như đã ổn định trở lại, đứng dậy sau hàng loạt drama và sự cố đáng tiếc thời gian năm ngoái. Hệ sinh thái này thì cũng đã cách ly hoàn toàn khỏi biến cố của FTX, công ty thì từng sở hữu tới 1 tỷ đô đồng Solana trước khi nộp đơn phá sản. Tại thời điểm đưa tin này thì Solana đã lập đỉnh mới cách đây ít phút tại 84,69 đô, tăng 10% trong vòng 24 giờ vừa qua và vẫn chưa có dấu hiệu điều chỉnh xuống. Khối lượng giao dịch của đồng coin trên cùng thời gian tham chiếu thì cũng bật mạnh đến 100% lên mốc là gần 4 tỷ đô la Mỹ. Tin tức thứ hai của chúng ta cũng liên quan đến trào lưu đang nổi gần đây, đó chính là trào lưu meme coin. Một trader thì đã đổi đời thành triệu phú đô la nhờ vào trade meme coin. Mới đây thì với số vốn chỉ là khoảng 450 đô thì có một nhà đầu tư đã thu về hơn 2 triệu đô chỉ trong vòng 2 tuần nhờ vào meme coin Coinu ở trên Avalanche. Lợi nhuận gấp nhiều lần từ các đồng meme coin thời gian vừa qua với tiêu chuẩn là BRC20 như là SAT này, OD hay là meme coin Bong hệ Solana đã khiến cho điện thoại Saga cháy hàng một cách khủng khiếp. Dường như thì trào lưu này đã trở thành động lực cho các nhà giao dịch để săn lùng các đồng coin tương tự trên các mạng lưới khác. Trong bối cảnh là meme coin Bong đang làm mưa làm gió, tăng cả chục lần để đạt ATH mới rồi được niêm yết trên Coinbase, thì một nhà đầu tư đã thử vận may của mình khi mà đặt cược số tiền của mình vào dự án meme coin là CoinU có mã token là COQ ở trên hệ sinh thái của Avalanche với kỳ vọng sự lợi nhuận tăng trưởng gấp nhiều lần. Không phụ sự kỳ vọng của nhà đầu tư này thì chỉ trong vòng sau 2 tuần với số vốn ban đầu khoảng 454 đô la Mỹ cho token COQ thì lợi nhuận hiện tại của trader này đã lên mức là 2,19 triệu đô, tương đương mức tăng trưởng tới 4.827 lần. Theo dữ liệu từ LogOnChain thì nhà đầu tư trên đã dùng 17,26 AVAX tương đương với khoảng 454 đô la Mỹ để mua 4,86 nghìn tỷ token COQ bằng 7 địa chỉ ví khác nhau vào ngày 7 tháng 12 năm 2023. Hơn 10 ngày sau thì người này đã bắt đầu hành động chốt lời khi mà bán 4,61 nghìn tỷ COQ để thu về 32,251 AVAX tương đương với khoảng 1,26 triệu đô cùng với 259.000 stablecoin USDC. Tại thời điểm quay video này thì trader này vẫn đang nắm giữ tới 250 tỷ COQ với trị giá khoảng 700.000 đô. Tìm hiểu thêm thì trên dữ liệu on-chain thì cho thấy là token COQ mới chỉ được niêm yết giao dịch trên sàn phi tập trung từ ngày 7 tháng 12 năm 2023. Ngoài những dòng tuyên bố ngắn gọn được đăng tải trên trang web của dự án là COQ
ROE là một meme coin không có giá trị nội tại hay là kỳ vọng về lợi nhuận tài chính, không có đội ngũ hay là lộ trình chính thức. Đồng coin này thì hoàn toàn vô dụng và chỉ được tạo ra nhằm mục đích giải trí. Ngoài dòng miêu tả ngắn gọn như vậy thì cũng không có thêm bất kỳ thông tin nào khác cho dự án này. Mặc cho sự vô dụng này, thế nhưng dự án lại nhận được rất nhiều sự quan tâm đến từ cộng đồng khi mà liên tục được niêm yết ở trên các sàn giao dịch tên tuổi như là KuCoin hay là HTX, và cả hai nhà đồng sáng lập của Avalanche đồng loạt shill cho đồng meme coin này, góp phần không nhỏ cho sự tăng trưởng khổng lồ của Coin Inu. Có thể thấy là trong thời gian vừa qua thì bên cạnh Solana thì cái tên Avalanche cũng đang có sự tăng trưởng nổi bật trong hệ sinh thái, thu hút được lượng lớn cộng đồng crypto quan tâm. Chỉ trong vòng 2 tháng cuối năm thì token AVAX đã tăng trưởng gần 120%, kéo theo rất nhiều dự án mong muốn xây dựng sản phẩm của họ như là Game Pegaxi của Coin Labs. Thậm chí là Avalanche thì còn là một trong những blockchain ưa thích của các trader theo trend là inscription token, khiến cho phí giao dịch trung bình ở trên mạng lưới tăng vọt trong thời gian ngắn. Tin tức kế tiếp là 1 tỷ đô la tài sản của hai nhà sáng lập Three Arrow Capital bị tòa án phong tỏa. Mới đây thì đơn vị thanh lý của quỹ đầu tư phá sản Three Arrow Capital đã yêu cầu tòa án đóng băng số tài sản trị giá tới hơn 1 tỷ đô la Mỹ của hai nhà sáng lập là Suzu và Kyle Davis để phục vụ cho quá trình bồi hoàn của chủ nợ. 1 tỷ đô la tài sản của hai nhà sáng lập này thì bị tòa án phong tỏa. Theo đơn vị thanh lý Tenel thì có khoảng 1 tỷ đô la Mỹ tài sản thuộc sở hữu của hai nhà sáng lập 3C thì đã bị tòa án quần đảo Virgin thuộc Anh đóng băng. Cụ thể là tòa án đã ban hành lệnh ngăn cản hai đồng sáng lập Suzu và Kyle Davis cũng như là vợ của Davis là Kelly Chen chuyển nhượng hay là bán số tài sản trị giá tới 1,14 tỷ đô này. Điều này thì đồng nghĩa với việc là số tài sản của họ đã bị đóng băng hoàn toàn. Tenel thì cho biết là họ đã yêu cầu giới chức cầm quyền đóng băng những tài sản đó với lý do là hai nhà đồng sáng lập này phải chịu trách nhiệm cho sự đổ vỡ của Three Arrow Capital, và vì vậy thì tài sản của họ cần được dùng để trả nợ cho chủ nợ. Theo ước tính thì các chủ nợ của 3AC thì đang bị nợ lên tới 3,3 tỷ đô la Mỹ. Chúng tôi thì đã đệ đơn khiếu nại lên tòa án, yêu cầu đóng băng tài sản trên toàn cầu. Lý do là các nhà đồng sáng lập này phải chịu trách nhiệm về việc khiến cho vị thế của 3AC xấu đi, số tiền thua lỗ tương đương với giá trị cổ phiếu bị sụt giảm. Theo như Coin68 đã đưa tin trước đây thì quỹ 3AC đã hoạt động ở Singapore và đã nộp đơn xin phá sản ở quần đảo Virgin thuộc Anh. Tenel thì là đơn vị hỗ trợ thanh lý được tòa án quần đảo Virgin thuộc Anh bổ nhiệm. Kể từ đó đến nay thì đơn vị này đã nhiều lần ra thông báo lẫn lên truyền thông để cáo buộc Suzu và Davis không hợp tác với họ hay là phớt lờ các yêu cầu triệu tập của tòa án. Đến đầu tháng 9 năm 2023 thì Suzu đã chính thức bị Singapore bắt giữ khi mà đang cố gắng bỏ chạy khỏi quốc gia này và bị giam giữ tới hơn 3 tháng. Đến thời điểm hiện tại thì Suzu đã được trả tự do và hoạt động trở lại trên mạng xã hội X, nhưng điều đó thì không có nghĩa là Suzu sẽ thoát tội. Hai nhà sáng lập này thì bị giới chức Singapore cấm giao dịch và tham gia các hoạt động tài chính tại đảo quốc sư tử trong vòng 9 năm. Ngoài ra thì lệnh đóng băng tài sản trong nước thì cũng được tòa án Singapore ban hành tới một ngày trước đó. Tin tức tiếp theo là việc Đô Quân kháng cáo thành công với quyết định dẫn độ của tòa. Cách đây một tháng thì tòa án tối cao của Montenegro đã phê duyệt dẫn độ Đô Quân sang Hàn Quốc hay là Mỹ để tiếp tục xét xử. Nay thì quyết định trên đã bị bác bỏ bởi một tòa án có thẩm quyền cao hơn. Sau khi bị bắt giữ tại một sân bay của Montenegro vào hồi tháng 3 năm 2023 thì nhà sáng lập Terraform Labs là Đô Quân đã bị kết án và giam giữ tới 4 tháng tù. Cả Mỹ và Hàn Quốc thì đều yêu cầu dẫn độ Đô Quân, nhân vật tâm điểm của cú sập Luna UST vào tháng 5 năm 2023. Tuy nhiên, thời điểm bấy giờ thì Montenegro nói là chỉ tiếp nhận những yêu cầu trên sau khi mà Đô Quân đã bị xét xử về tội danh sử dụng giấy tờ giả. Tới cuối tháng 11 năm 2023 thì tòa án tối cao của Montenegro đã phê duyệt dẫn độ cựu CEO của Terraform Labs là Đô Quân sang Hàn Quốc hoặc là Hoa Kỳ để tiếp tục bị xét xử. Thế nhưng quyết định dẫn độ về nước nào và thời điểm cụ thể ra làm sao thì sẽ cần phải đợi phán quyết cuối cùng từ Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Montenegro. Sau một tháng chờ đợi thì tòa phúc thẩm tại Montenegro đã đưa ra phán quyết đảo ngược lại quyết định trước đó của tòa án tối cao khi mà đổi ý không phê duyệt dẫn độ Đô Quân nữa và chuyển vụ án trở về cấp sơ thẩm để xét xử khi mà chờ ra quyết định tiếp theo. Việc hủy bỏ phê duyệt dẫn độ khiến nhiều người tin rằng Đô Quân sẽ không bị xét xử công tâm đúng với các tội danh đang chờ đợi mình ở Mỹ hay là Hàn Quốc. Tuy nhiên, cũng có một số người thì cho rằng đây cũng là hậu quả mà Quân phải đánh chịu sau những hành động trong quá khứ, cũng như là khả năng cao sẽ vẫn phải đối mặt với những cáo buộc chống lại mình và Terraform Labs của Ủy ban Chứng khoán Mỹ SEC cùng với các cáo buộc hình sự của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Ở chiều ngược lại, đồng sáng lập của Terraform Labs thì còn có ý định tái xuất, hồi sinh dự án với diện mạo mới là Terra 2.0.
Tuy nhiên, cộng đồng Terra Classic thì vẫn trung thành và muốn giữ lại blockchain ban đầu cùng với đề xuất là dừng phát hành USDC. Và tin tức cuối cùng trong ngày đó chính là Portal hệ Layer 0 công bố thời điểm airdrop và phát hành token. Tiếp tục thì sẽ là tin tức airdrop đến từ một dự án được phát triển trên hệ sinh thái của Layer 0 là Portal. Với mục tiêu là xóa bỏ rào cản giữa các tựa game crypto và mạng lưới blockchain thì mới đây Portal đã xây dựng nên một nền tảng với token duy nhất. Dự án mới đây thì đã đưa ra câu trả lời liên quan đến việc airdrop như sau. Theo thông báo được dự án đăng tải vào sáng ngày 19 tháng 12 thì Portal sẽ triển khai airdrop và ra mắt token vào tháng 1 năm sau, ngay thời điểm mà game Crystal Dash kết thúc. Đến đó thì người dùng sẽ có thể quy đổi sát của mình thành token là Portal. Trình làng vào cuối tháng 11 thì Crystal Dash đã trở thành chiến dịch quảng cáo dành cho người dùng tích lũy điểm thưởng thông qua hoạt động chia sẻ và tương tác với nội dung liên quan đến Portal ở trên Twitter. Số điểm này thì sẽ được chuyển đổi sang thành Crystal Shard, là các mảnh tinh thể theo cách gọi của game và là điều kiện để nhận được airdrop sau này. Chưa biết là Portal có thành công với chiến dịch trên hay không. Tuy nhiên, chương trình này thì đã khiến cho nhiều người dùng cảm thấy phiền phức vì các bài viết liên quan đến dự án xuất hiện ồ ạt ở trên nền tảng. Để giải quyết cho tình trạng spam thì Portal đã quyết định đổi chiến lược, chỉ tính điểm cho lượt thích và retweet đầu tiên cho mỗi nhận xét duy nhất ở trên Portal Power Post. Trong tương lai thì Portal dự kiến sẽ tích hợp thêm với các blockchain khác như là Solana và Polygon, và token thì sẽ được xây dựng bằng giao thức là tương tác của Layer 0 Labs. Dự án thì đã tổ chức pre-sale token vào tuần trước và thu về tới gần 10 triệu đô trong vòng 15 phút đầu tiên mở bán trên Ethereum và Solana với hàng triệu yêu cầu giao dịch khác nhau. Đến gần đây thì dự án mới bắt đầu tiết lộ một số nhân vật hậu thuẫn cho dự án như là đồng sáng lập Rockstar Games Jamie King là một trong những cố vấn của dự án, hay là Dan Key, một giám đốc kinh doanh của Portal thì cũng đồng thời giữ vai trò tương tự tại Super Duper, startup tiền mã hóa đứng sau tựa game Overlord, hay là dự án Crab NFT ở trên Ethereum. Cuối năm này thì là mùa bội thu của các e thủ khi mà chúng ta đã chứng kiến rất nhiều đợt airdrop lớn đến từ Peak Network hay là Celestia, Zitoson, Jupiter v.v. Layer 0 thì cũng đã xác nhận sẽ tiến hành mainnet vào tháng 1 năm 2024 và phát hành token trong nửa đầu năm sau. Và còn rất nhiều dự án khác cũng đã chốt lịch airdrop như là Frame hoặc là vẫn đang nằm trong list tiềm năng. Arin sẽ để đường link cho anh em có thể theo dõi thêm nhé. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng điểm qua những tin tức crypto và blockchain đáng chú ý trong tuần vừa rồi. Anh em nghĩ sao về những thông tin trên và anh em đang quan tâm đến những hệ sinh thái nào hay là những dự án airdrop ra làm sao? Hãy cùng comment suy nghĩ của anh em ở phía bên dưới phần bình luận nhé. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!